mẫu vô cực đại từ tôn. Cơ thiên ý ngọc hoàng định luân, điện quyền di vô cực duyên khai. Sắc son Phật màu tỏ bài, linh truyền nam nữ gái trai hằng từ. Diêu cung điện là nguồn gốc cội độ chúng sanh, qua khỏi sông mê kim quân tình mẹ châu khê. Mẫu chờ con dài tay tê lòng vàng, ban ân linh kỳ ba duyên ơi chốt, truyền tâm kinh cứu vớt tử linh. Khai truyền thiên lộ trình, thông tri lý đạo rõ tình thâm ân. Linh căn xưa tiền thân mẫu tạo, tánh siêu phàm thông đạo tri tiên. Ngọc trăng chiếu rồi diệu quyền, cội nguồn ân đức mẹ hiền rải ban. Chân tâm đạo hoàn toàn thâm thiết, xưa cùng gì chẳng biết mùi đời. Linh hồn sáng rồi gì ngôi trăng, tuyền bích ngọc là nơi cửu trùng. Khá tịnh ngộ đại hùng minh, nghi mẫn lo phụng hành bốn phần cho tròn. Thất lời mẫu dài sắc son, linh trời tuân mạng bảo tồn nguyên nhân. Thức tâm nội mê trần mong ảo, tình trí lo tâm đạo vô vi. Tô tâm dưỡng tánh kiên trì, hành cơ thiên luật mẫu thì ban ân. Đắc ngộ pháp tiền căn đơn thánh, thành thực tu mới rành nghiệp duyên. Đạo chân chẳng mến bạc tiền, quả lành gặp hai quy nguyên phản hồi. Sự kiên triết cõi trời tam giáo, cội tam thanh điểm đạo linh căn. Long đình ngọc bội tư ân, hoa sen đua nở mừng căn thiên lành. Kỳ tuyên lửa thực hành mới quý, ơn lành nay mở hồi tam thiên. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền, ráng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao dẹp
bỏ đường công danh. Hiệp đó rồi tăng ham chi mà vội mơ màng, cơ trời dân nước thành tàn khuyết thu. Con của mẹ thủy chung đạo lý thì sao này cao quý chi bằng ngọc ngà châu báu hường thân, cũng không thể sánh cho bằng đạo tâm. Trao dồi tánh mạng căn nguyên, dồi nghe chẳng xét khi màu truyền lầm ngay. Khó đạt gì trở về với mẫu, màn vô minh hổ lầu vô đầy. Chọn màu sắc tướng nhiệm sai, dựng hình tiếng Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngữ trị trong hồn. Phép tài ảo thuật cứ bàn môn, thần thông biến quá mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biển tài đạo lý, thiên sự hành ý chi khác xa. Cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng ngủ mê lâu đời. Muốn tu tịnh chiều nhồi chiều khảo tư tưởng lành, chữ đạo nhất tâm rõ thân ma nghiệp phòi lầm. Trong thân đối pháp nghe kiếm tầm đâu xa, lìa sắc tướng thân ta đừng nhiễm. Dù mọi điều đúc len muốn ăn, tạm dừng chẳng nghĩ sát trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đã thành chưa dứt, làm việc gì mẫu mực xét phân. Chớ nên nơi tình bước làm càng, quả thân uổng kiếp nghiệp mang linh. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ quên hồn tiêu hoài mãi sao. Sự phân luật định thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mê chia trả dây. Luật hình thương pháp chẳng sai, đau lòng
của mẹ gái trai hằng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con, siêng năng lập đức bảo tồn, cứu nguy nhân loại mê hồn trầm luân. Cứu nguy nhân loại mê hồn trầm luân. Biết phận sự con đừng vinh, chẳng nghĩ mất còn, chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan cực khổ, dầu đớn đau nghiệp quá khảo nhồi, một lời thề thần minh chứng giám nghe đất trời rõ phân. Chớ chán nản thay lòng đổi dạ, muôn đất thành đạo quả phải hành, chung chuyên thử thách khi tồn sanh là đường tiến quá lực hành người tu. Chớ nghĩ tới giận thù quán ơi, chỉ đại hùng học phép từ bi, đức ân sự khó bì, dầu cho lao khổ sắc gì bản thân. Thương nhớ mẫu phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên, đáp đền thất tổ cửu quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dầu khanh tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dùng tâm thảo hiền, nghiệp đời dù lắm quan khiên, bằng lòng tu luyện máu liền giải quan. Cơ tái tạo sai sàng tận gốc, chớ chần chờ để lắp tánh linh, để lắp tánh linh. Trận đồ bát quái luật hình, ngũ hành vận chuyển nhân sinh điều tàn. Lời mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cái luật trời chẳng lo điểm chiều mới, thì đừng trách mẹ vì thời chẳng than. Màng ma quỷ còn đương trả trốn, Phật
Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Để tùy duyên kiếp độ nhân, dễ gì gặp đạo chánh chân màn này. Luận kinh Phật to bài đôi chút, đời lộn căng mực thước khó dò. Tứ sanh thập loại nhỏ to, đầu thai quả báo khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức, mang lớp người rủ rượt tâm ma, ham làm những sự gian tà, đâu còn kể đến ông bà tổ hoành. Bị ỏi chẳng bằng giết người cướp của muôn dân, bạo hung độc ác khó phân ngày tàn. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá, cũng là trả qua nghiệp căn. Chuyển xoay định luật công bằng, khảo nhồi thương phạt nghiệp căn đời cùng. Sự chọn lựa yếu trung kỳ chót, còn khá trần bổ ràng nghiệp quả kiếp căn đo đài. Dù gặp cảnh quả tai khó cứ, cần định tâm hấp thụ điện quang, nghiệm suy thấu triệt trần hoàng. Trong cơn sàng sai lớp màng đau thương, các con nghĩ cho tường cắn kè, nếu không thì ác mẹ xa con. Đau lòng mẹ đã tạo hồn, dưỡng nuôi hấp thụ báo tồn linh quang. Từ cõi xuống trần gian, nạp hành bị lũ ma dụ tâm mê trần, đâu còn nhớ kiếp tiền căn. Xứ tên mẹ tạo thượng tầng hư vô, mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả, chịu luân hồi dài trả không ngừng. Con ơi, lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đời tìm sợ đến ngày chiếu màn hỏi ngộ, rồi các con chịu tội giữa toàn cộng đồng tam giáo chẳng tha. Luật hình
sửa trị khó mà an thân. Bị xa đọa trầm luân địa ngục, phải dứt đi mới được đầu thai. Năng đền nghiệp qua trả dai, cùng như mạng kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên đau lòng mẹ, chẳng đành tâm nhìn trẻ ngứ lạc lòng. Chuyển cho điện pháp quyền thâm, chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa. Mạng tam giáo lọc lửa đạo quê quả, trên tam thiên lục ba xuống trần. Bạn môn tà đạo vô căn, hại con của mẫu mê trần còn đâu. Nhắc đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thâm ân. Linh quang gốc kỳ cội tiền căn, ngồi xưa với bò nghiệp trần đeo mang. Sự vai trả trần vợ tình thắm ân con nợ phụ vong. Chiếu theo luật đạo cộng đồng thì con bất hiếu khó mong bảo tồn. Quên mất tâm chân hồn giá trị, nhớ mê lầm ma quỷ lời danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phế bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi biện minh. Nghe theo tà mê lầm tin, xuôi con tiêu hoại hồn linh ngục tù. Để vào cảnh âm ô tâm tối, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh tâm ngu muội nặng nề, thâu chánh pháp trở về thiên thôn. Cơ ân xa tận cùng mang chốt, Phật thánh tiên cứu vớt linh hồn. Ráng nghe lời mẹ bơ con, đức tình vững bảo tồn hậu lai. Xét cho kỹ lời ngay lẽ thật, dù khảo nhồi tâm Phật đi đừng lơi. Yêu ma dù có lắm lời ngọt ngon, dù dỗ theo đời thì không. Thầy nhất quyết một lòng vì đạo, nhớ buồn đời sáng tạo linh căn. Ngọc châu dụng pháp
đạo vàng, trong thân sẵn có bảo toàn chân linh. Dù tài phép yêu tinh có giỏi, lòng đức tin cứng cỏi cố dành, đạo là chân lý cao minh. Đạo không sắc tướng hữu hình, ngoài thân đời mà kiếp dương trần hồn loạn, lắm mưu mô đủ hạng ở con. Tạo hình dựng cốt mê hồn, vẽ tên tiên Phật để con lạc lầm. Khó biết cho vô vi mở rộng trần gian, chiếu soi nhật nguyệt gần tàn, đắc thông ngũ tàng bao toàn tâm linh. Chuyên nội thân tâm minh định trí, ngồi quán thông pháp lý chân không, hoặc là đi đứng nằm lòng cũng luôn chuyển pháp mới thông nhiệm màu. Ngoài sắc tướng có tìm thảo cho tường, mượn kinh bài lý gạt lường nhân sinh. Chung quỷ kế giả hình tiên Phật, xưng vị ngôi làm trật đạo nhân. Bùa linh thuốc lô mê hồn, để chúng sai khiến các con theo ta. Nếu chẳng nghe những lời theo dệt, chúng đủ tài làm chết chẳng chơi. Không tu tin tưởng Phật trời, để lòng thiện đức khó thời vượt qua. Màng lọc lừa sư tà ngoại đạo, ra tranh tài trên giáo Phật tiên. Giả hình giả tưởng hiền, mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con. Vì như mẫu chung còn bôi bát, cho mẫu đây vào hàng đau tàn. Con ơi lòng mẹ thiết tha, tạo vậy mà vật chi, đồ vật chất để thì nuôi dưỡng, cho âm thân có được tu hành. Sanh tâm lòng già bất cứ lành, chế mai vật mẫu phải đành đọa thân. Dù mang kiếp làm thân cũng mơ thấy,
vô lễ còn khi về kêu căng. Phật nào giả dối ngang tàn, bất tri chân lý đọa mang ngục hình. Cơ ân xa mặt tình thấy sự, muốn nói gì ngôn ngữ chẳng chuyên. Sau này đừng có trách phiền, thần quan tả hữu ghi liền chẳng sai. Tâu ngọc đế các ngài tam giáo chiếu ngọc hình xứ đạo kỳ này. Long qua đại hội hoàng một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo làm đạo bảo toàn kiếp châu. Đừng xa ngã vui trần con gì, để ma dương lũ quỷ trận địa bàn môn, hảo danh trục lời chẳng còn mạng sanh. Mẹ thương con vì căn mẹ tao, nên khai truyền lý đạo tình. Đừng lầm mối đạo chân linh mịt mờ, dầu ba đạo tạm thời đắc chí, các con cần rõ luật hành trì. Mặt đời thế sự thì phi, tu hành nhớ lại những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, vẫn chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên câu mẫu tạo thiên ban, xuống trần trục lợi nghiệp mang chết chồng. Lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tìm giáo chủ Tây Ba Hồ, chẳng hỏi giấy chào. Ý mình con mẹ thiên cao, chế ngài dạy tiếng chẳng
cõi đời. Ngũ ma quá phép dậy rồi, nhập tâm con trẻ mê đời tạo gây. Cho linh tử đánh sai mùi tục, để thỏa lòng giận tức bá hầu. Cũng là pháp luật thiên cao, cho nên ở mãi trần lao hai đời. Chiêu kỳ ba luật khi trời mở rộng, lập đạo màu cứu rồi đinh căn. Thoát nơi nghiệp quả hồng trần, được về bốn đất nguyên nhân chực châu. Nay đến hội hoàng cầu xây chuyển, đại phong thần lựa tuyển linh căn. Chọn con hiền đức nghĩa nhân, rõ tri ngũ dục trong thân diệt trừ. Mới thoát khỏi cuộc đời mê muội, lo tu hành chuộc tội căn xương. Lòng qua tạm giáo lòng lừa, chuyển cơ thánh đức đại thừa quy căn. Các con khá tinh thần giác ngộ, luyện tâm hồn tự độ si mê. Dâng lời của mẹ từ bi, giữ tâm trung hiếu lễ nghi cho tròn. Lập công quả mốt bọn đức hạnh, dụng công phu sửa tâm diệu hiền. Công trình dân chí thần tiên, tam công trọn vẹn thành tiên tại trần. Tạo chân lý quần thần trọng, đại khá phục hồi quán cài tâm linh. Ơn cha nghĩa mẹ thâm tình, ơn thầy nghĩa Chúa hy sinh cho tròn. Cố thực hiện bảo tồn chân lý, thiết không hành cũng chỉ hoài công. Giang sơn gắn dốc non sông, phải đâu riêng hưởng để mong lời quyền. Phật đâu để người hiền mắt quả, kẻ ác hung dướng quả chẳng sai. Dù cho phương kế sắp bài, cũng không qua khỏi được ngay luật trời. Nếu không sớm kịp thời tỉnh ngộ, để đến ngày thiên số định kỳ, xác trần bỏ lại còn chi. Hồn linh ngơ ngẩn sầu bi đọa đài. Mẹ nói trước con nay điều lấy, rồi sao
cuộc đời lắm nỗi đạo điên. Không nghe lời mẹ chỉ phiền đọa sang, cơ thượng phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên đều chẳng có gì thương. Dù cho lạnh sứ mạng trời mà làm trái luật cùng thời trị răng, hoặc các bậc ni tăng học đạo ham uy quyền gây tạo tối trần, cũng đều bị luật trị răng tùy theo nghiệp tội xử phân công bình. Luật tiên quá vô hình đào thải, chớ mê đời ngu dại hận hờ. Bây giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi quả tới khó thời cứu nguy. Đời ngu muội biết gì còn mất, sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Thức tri thời vẫn mới khôn, đừng như đã chết chưa chôn chờ giờ. Mẹ tỏ hết bao lời dấu ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xa chi, sợ lòng chẳng tròn những gì ân sâu. Khắp thế giới hoàn cầu vẫn chuyển, tới càng khôn linh hiện cơ quan. Thất sơn báo ngọc lầu vàng, là cơ lập hội minh hoàng xứ phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ, nghe pháp truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu nhân sĩ nước ngoài thay đều giàu trực trước hai bề rộng. Có đồng phân xử, công quả tròn được dự kim giai. Bằng gây tội lỗi đỏ đài, vào nơi ngục thất khổ uy xác hồn. Con ơi, sự mất còn khôn giải mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sinh ra chân thầm. Mãi âm dương xoay dần chuyển quá, lừa lọc căn nghiệp quả tinh di. Bằng mẹ diêu trì lo con mọi sự nể gì khổ lao.
Từ tạo hóa thiên cao trời đất, sinh muôn loài vạn vật hữu hình. Có hai Phật mẫu truyền kinh cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bán bửu kinh luân tham bảo, tuổi vàng năng chân đạo linh hồn. Cho con ơi giữ lấy bảo tồn, phân đời thương cố dầm tròn đức ân. Nay đến luật xoay dần mặt kiếp, đời hạ nguồn tạo nghiệp dậy đầy là kỳ tiến qua đổi thay. Lập đời thánh đức thượng lai thanh bình, nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa, để xây sàn gội rửa tay trần. Tam kỳ mở hồi lòng dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân một thời. Sự báo ân cơ trời đã lộ, các con cần giác ngộ rõ thông. Để khi lập hội công đồng, tội tình gây tạo khó mong sống còn. Dầu sông tháp cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mai mỉa phụ vong. Tình thương Phật mẫu đại đồng, qua sanh giảng ức trần hồng linh căn. Chỉ khắp vi ca hồng trần thế giới, ngài định kỳ sắp tới con ơi. Sáng tu cho kịp ngài giờ, rèn lòng sửa tánh nhớ lời mẫu khuyên. Đừng sửa lòng thanh bần, đừng tối gắng công. Ngày sau trọn đạo phỉ lòng hướng thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tốt, làm tay sai cho bọn quỷ ma tạo gây ác nghiệp gian
tàn, uống cho một kiếp sanh ra làm người. Lòng giả thú đôi dời tâm tâm, tất khinh vì Phật thánh thần tiên. Tội ma kiếp đoạn quỳnh tuyền, muôn đời giam hãm sức xiền trói thân. Con của mẹ tiền căn giác ơi ngộ thì phải cần hiểu rõ đó siêu, đừng nên loạn trí làm liều. Đời này ma quỷ rất nhiều đó con, cứ ẩn hiện trong hồn dục ơi mãi suối ở làm điều khờ dài ngu si. Chẳng màng tội lỗi vậy thì con không định tâm đi khổ bì ngủ mê. Nó nhập phá hồn xa căn kiếp, để chân linh mang nghiệp muôn đời, khó về gặp mẹ con xa đò khó thời tình tâm. Kỳ mạc kiếp mẫu tầm linh tử, trao cầm nang con giữ phận mình, đừng vì quyền lợi đâu tranh, để làm mất tánh hành lành cao thâm. Giữ đức khi độ đạo tâm vững chắc, chớ để cho chúng dắt theo đời lạc lầm khổ lắm con ơi. Chịu nhiều quá trời hành thân, lập ý chí tinh thần dũng mạnh, tạo không phân đạo không phân, chấp cánh ở ngoài biên, tùy thân hành sự trần miền, nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Ơn thầy tổ con ghi tất ơi và sự mạnh chay, trừ qua kiếp căn đồng hành chơn đạo tinh thần, mới là báo dĩ muôn phần ngày sau. Phá chấp ngã muôn màu sắc ơi tướng, chọn tấm lòng định liệu chân tâm, hành trong ơi tư tưởng thiền lành, cào đầu để tóc chẳng thành sự chi. Khá thâu triệt vô vi nguồn cội, pha chấp không chấp đi có nơi lòng, một bầu vô cực hư không, âm dương phối hợp thần thông
diệu quyền. Các bảo pháp chân truyền Phật mẫu, chiếu linh quang rọi thâu kiếp sau, đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh siêu thăng chân hồn. Các con khá bảo tồn cái gì mạng kỳ ni đạo quả khảo nhồi Phật tiên đâu rảnh. Còn lo đổ thế khắp nơi khổ sầu, con nào rõ nhiễm màu tiếng quá đồng chung lo đạo cả màu hiền, đắp xây phổ quá khai truyền nên công quá vì mẹ nhiều thương ban. Dầu thử thách gian nan chớ để dẫn một lòng, chớ để lạc phai đạo màu, phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cô lập chí thực hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền, đừng nên mượn đạo Phật tiên để làm danh lợi tư riêng tội mình. Kỳ mang kiếp thiên đình ân xá là nhiệm kỳ đạo quả rất mau, chuyện cơ phổ độ trần quan cũng là định luật sai sàng hạ nguyên. Đời với đạo mẹ còn xoay chuyển nên con cần thể hiện đạo nhân cho tình con mẹ vuông tròn, lập cơ thanh đức bảo toàn mạng châu. Ngày đại hội Long dân có mặt với nhân hiền sự thật căn tiên, tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đảo điên tinh thần. Mất đức hạnh tiền căn ngọc ý, chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng, ở ăn bất kể gian tà sao quyệt lâm đường nạn tai. Ở ăn bất kể thủy chung gian tà sao quyệt lâm đường nạn tai. Mang một kiếp trận
cứ thiên đình đâu dễ lắm loạn. Vì thường hung bạo dọc ngang trước sau cũng rõ lớp màn này đây. Dù ông nghĩ tâm đầy thâm độc cậy lời quyền đâm thọc hại nhân, có trên bắt đầu Nam Tàu xét soi thấu triệt trước sau lòng người. Sẽ tùy nghiệp luật khi trời báo ứng, kiến quyền ở đài xây dựng chân gian. Rõ thông mọi sự hành tàn trong tâm tội phước hai đàn phân minh. Con sẽ mới hẳn tường tiếng Phật diệu quyền, khó mong thoát khỏi luật tiên. Con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban, rèn trí huệ đạo vàng đừng để rồi lúc nước tới chôn. Có giò hút cắn mất hồn xác thân như sóng biển cồn ngoài khơi, khó cứu mạng cuộc đời căng kiếp vì tạo dày đầy. Mẹ nào có bỏ gái trai, tại con cái luật làm sai dướng phiền. Cuộc biến thiên trần miền náo đồng, mãi quyền di mở rộng năm châu. Cuộc biến thiên trần miền náo đồng, mãi quyền di mở rộng năm châu. Minh Dương ngự chốn Nam Lầu, sự người mỗi nghĩa gieo sầu tóc tan. Cố tuyển lửa hành tàn nam nữ, rõ thiên điều phận sự gắn lo. Qua sông nhờ con thuyền đò, linh hồn nhờ đào thoát bờ sông mê. Chớ vội chấp khinh chơi ngang bướng, phải xét suy tội phước trong lòng. Đạo màu trí huệ mở thông, mới là hiểu được trong lòng Phật mang. Còn mê khó tầm ra chân lý, Phật nơi tâm ngữ chỉ chẳng sang. Quán thông thấu triệt chánh tàn, sao cần mê muội gây ra nghiệp trần. Làm điên đạo tinh thần
thần lý trí, đâu tỏ tường chân lý đọa siêu, hoặc là hiểu ơi thấu ít nhiều vẫn còn bị nghiệp đủ điều gây nên, khiến dục mãi lợi danh mộng tưởng cùng sắc màu mơ ước luôn luôn. Con ơi các sự tình trường đều là mộng ảo vô thường khổ đau, nó khiến sai đi vào tội lỗi cho linh hồn quên cội quên nguồn, khó về gặp mẹ tòa sen ngàn năm xa đọa vào đường si mê. Nay có mẹ đạo đề khai mở cũng là kỳ xá tội tử linh, các con mau kiếp đăng trình kiếp màng đại hội thiên đình thường ban. Một kỳ chốt khi mẫu hoàng phê chuẩn, con bất tuân mạng lình chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy nguyên, cộng đồng phân xử con hiền chớ sự lời gian tiếng ngọc là tình thương bảo bọc linh hồn, hay đường siêu đọa dài khôn con cần chọn lựa bảo tồn hậu lai. Khá chắc nghiệp đường mà lòng giả chúng khó lường hiểm sâu, dùng đố kế ngõ hầu tranh đạo của Phật tiên khai đạo vô vi, những lòng thiện nguyện từ bi và tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất nước giang sang con đó để đức tài giác ngộ trong con, ham mê danh lợi vọng dù rồi thân phải chịu ngục tù đọa đau. Màn tuyên chọn sai sàng dấu bể, Phật tiên còn phó tế đâu yên, huống chi linh tử trần niên mà đòi ăn phần bạc tiền hưởng thân. Khá thực hiện tứ ân y trọng đại để sau này trở lại ngôi
giọng mắt lừa của loài ma quỷ lắm thừa kế mưu. Tầng tiếng ngõ phai mùi chóng gió, sự mất còn sáng tỏ bập chung. Riêng con linh mẹ chỉ truyền khai thông tam giáo cơ truyền, khai thông tam giáo cơ quyền cho con. Rõ công tội mốt bòn công đức, ráng thi hành đại lực chân tiên. Dù cho lắm sự não phiền, quỷ ma gây rối đạo hiền chẳng lơi. Sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ, gương hy sinh Phật tổ đại hùng. Ma dương tài phép thần thông, cùng không cắt đức đại hùng thanh cao. Ráng thức khi tinh dội vào tâm tánh, thì nghiệp trần mới rảnh con ơi. Công lao khổ cực khảo nhồi, mà không nản mới người con tiên. Việc phàm tâm tư riêng bản ngã, giữ tâm hồn cao cả mới quan. Đời này lắm sự dọc ngang, là đời ma quỷ gấp tràn hại nhân. Các con ráng tinh thần định trí, sớm tạo trừ ma bệnh mê si. Chạy theo thế tục ít gì càng gây thêm tội khổ. Đời giai trả chẳng tồn tánh mạng, thường xảy ra tai nạn kinh hoàng. Cũng vì quyền lợi giao sang, mà khi dễ đạo quả mang bên mình. Sự quả nghiệp tồn sinh tùy kiếp của mỗi căn, duyên nghiệp khác nhau. Chưa thông suốt lý thiên tạo, thì đừng vội trách lẫn nhau mỗi phần. Con nào cũng nghiệp trần tối lỗi, từ lâu đời sao khỏi trái ngang. Đến nay cộng nghiệp một màn, đắng mà trái qua trần gian cho rồi. Cho nên mới vợ chồng hoặc cha con chửi bới gia đình, hoặc vì danh lợi mưu sinh. Anh em bằng hữu y mất tình nghĩa nhân. Chẳng còn biết tiền
ruột thịt, cùng một mẹ lạnh lịnh cửu trùng. Xuống trần mê mùi bất thông, ngủ ma nhập thể nên lòng đổi thay. Gây chia rẽ ý tài tranh chấp tạo hận thù hóa nắp tình thương. Đó là bị nghiệp ma dương nhiều đời nhiều kiếp nhiều dương đời trần. Nay mẫu chuyện căn duyên hội hiệp ban đạo lành giải nghiệp quan khiên. Các con nhớ lại căn tiền cùng nhau trở lại nói liền căn xương. Đừng để tâm mắt lừa ma quỷ nhập tâm mê chẳng nghĩ cội nguồn. Con nào cái linh bất tuân thì sao đừng trách cửu trùng sự phân. Mẹ phân cản tiền căn cõi rễ, cầm nàng thơ lưu để sau này. Mong ngày đại hội rồng mây, cả con đầy đủ về nơi cột châu. Dứt nghiệp chướng mưu sâu đài đó, lánh xa lìa cõi quả trần duyên. Thượng công đạo quả trần miền, cộng đồng tam giáo ban truyền đức ân. Có Phật dương cầm cân